Bonjour, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Mong mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là ủng hộ mình trong những thời gian tiếp theo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo cho vị tướng Kalika, Salika gì đó các bạn ạ. Lên đồ mạnh nhất nha. Thì bản ngọc đỏ chúng ta sẽ lên là sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng nha. Và về phần bản ngọc tím thì chúng ta sẽ lên tốc đánh và tốc chạy cho mình. Và về phần bản ngọc đỏ thì chúng ta sẽ lên là công vật lý và xe giáp. Đó chính là về phần bản ngọc cho Salkali gì đó, Salika. Mình ưa nhầm lẫn cái tên của vị tướng này, mong mọi người thông cảm nhé. Salika. Và về phần trang bị thì chúng ta sẽ lên là trang bị đi lên nè. Thì cái shop đầu tiên chúng ta có thể là lên một cái đôi giày hoặc là lên một cái thánh kiếm. Thì hai cái món này chúng ta có thể là trao đổi ở cái shop đầu tiên và shop thứ hai. Thì cái shop đầu tiên và shop thứ hai thì chúng ta tập trung farm đi nha, đừng có giao tranh nhiều. Và cái shop thứ ba thì chúng ta lên sông đào bảo táp thì chúng ta có thể là đi cover đồng đội đã ok rồi. Và cái vị kiếm ở cái shop thứ tư để nhận thêm công vật lý và 25% hút máu. Và để khắc ra đòn chúng ta sẽ lên một cái kiếm Murisa rất là cần thiết cho vị tướng này. Và cuối cùng là một cái binh dương trôi, đó chính là về phần trang bị theo phong cách lên đồ mạnh nhất nào combo với phần bản ngọc của mình chia sẻ. Và cái trang bị thứ hai là trang bị đi rừng thì chúng ta sẽ cầm dừng chị và lên đồ đi rừng nha, lên một cái món đó là cung bảo tố cho vị tướng này. Và cái số thứ hai chúng ta sẽ lên một cái đôi giày du mục. Và tương tự là cái số thứ ba thì là một cái thanh kiếm để ít tê chí mạng. Và thêm một cái quỷ kiếm để hút máu của shop thứ tư. Và thêm 100 công vật lý. Và chắc chắn rồi, để khắc ra đồ thì chúng ta lên một cái shop đồ tiếp theo đó, là cái shop kiếm Orisa. Và cái cuối cùng là một cái quân chương trôi để nhận thêm trăm hộ chiêu, giáp phép, áo này nọ đồ các kiểu. Và phù hiệu để combo đó là tháp văn minh vừa khổng mang, phù hiệu trung tâm là thằng quang. Đó là phong cách lên đồ mạnh nhất cho Salika. Chúc mọi người nhiều giàu sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh cho mình vài cái comment nhé. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau nha.